Rất là ngọt ngào đến từ bé Thẩm Vy với bài tân cổ Em Là Hậu Giang.
chị. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ gặp gỡ với nghệ sĩ Hồng Thắng với bài tân cổ được mang tên Trên Dòng Sông Hậu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.